Đồng hồ Hublot Big Bang Unico Titanium Ceramic 42mm 441 NM 1171 RX là một trong những tuyệt tác nghệ thuật khi kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật tiên tiến và thiết kế đẳng cấp, được chế tác từ titanium và gốm đen ceramic. Chiếc đồng hồ này gây ấn tượng với trọng lượng siêu nhẹ và độ bền rất cao, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trên tay. Ngoài ra, vỏ đồng hồ có đường kính 42mm, mặt số màu đen nam tính cùng dây cao su cùng màu, tạo nên một tổng thể hài hòa và thu hút. Điểm nhấn đặc biệt của chiếc đồng hồ này nằm ở vành bezel, được chế tác một cách tinh xảo với kỹ thuật chạy xước và đánh bóng mang tới sự sang trọng và đầy tinh tế. Bezel màu đen làm từ ceramic với lớp phủ satin, làm tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của đồng hồ. Ngoài ra, để tạo đặc trưng và phong cách riêng cho mẫu đồng hồ, Hublot đã sử dụng bộ tia, cọc số Ả Rập để chỉ giờ với bộ kim đồng hồ được chạm khắc tỉ mỉ. Mặt kính được làm từ chất liệu sapphire cao cấp, nổi bật với khả năng chống sốc và chống xước cao, bảo vệ bề mặt số và bộ máy bên trong hiệu quả. Đặc biệt, chức năng flyback mới lạ và độc đáo, cho phép tái khởi động lại chức năng bấm giờ ngay lập tức chỉ bằng một lần nhấn. Bộ máy tự động HUB1280, nổi tiếng với chức năng chronograph tích hợp, cho phép người dùng đo thời gian ngắn một cách chính xác nhất. Không chỉ vậy, bộ máy còn cung cấp mức dự trữ năng lượng lên đến 72 giờ, hoạt động liên tục trong vòng 3 ngày mà không cần phải lên dây cót. Dây đeo đồng hồ được làm từ chất liệu cao su cao cấp, mang tới sự thoải mái và linh hoạt mỗi khi đeo. Màu đen của dây tương phản mạnh mẽ với vỏ đồng hồ được làm từ titanium và ceramic, phản ánh phong cách lịch lãm và đầy cá tính, nhưng không kém phần thu hút và tinh tế. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.